Xin chào các bác nhé. Chào các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm đến em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em thì các bác hãy nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới của video, và các bác ấn nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video thì các bác sẽ cập nhật những video mới nhất nhanh nhất thường xuyên với em. Vì ngày nào hàng ngày em đều có video. Để tránh mất thời gian, em vào phiên ngày hôm nay có cái kính gì? Đây đây. Ngày hôm nay em có cái kính đó là American, mạ vàng 23K, được sản xuất thập niên 1980. Trước tiên sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó là sẽ đi chi tiết bên trong, bao gồm có những cái gì. Thì tất cả hầu hết là từ xưa nay em đều giới thiệu rất là chi tiết và cụ thể rồi. Hôm nay em chỉ đi lướt qua đi nhanh thôi. Thì các bác nào đã mua kính của em thì biết rồi. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng cái phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa. Cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví, em gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày. Chậm nhất là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Càng bên phải nó có chữ ao American. Obstacle 23K. Our American Obstacle 23K. Rất là mới nhá. Các bác nào mà xem video cảm thấy nó mờ, nó không rõ ràng, yêu cầu em chụp ảnh gửi trực tiếp qua Zalo, là chụp từ 30 40 kiểu ảnh kèm theo một video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực nhất của cái kính đó. Cầm cầu dưới nó có chữ ao USA 2057, size 57, nghĩa là size 57, ngang của kính là 14,5. Đây các bác này, mọi thông tin chi tiết rất là rõ ràng, em ghi bên dưới video kèm theo số điện thoại, Zalo, giá cả rất rõ ràng. Về hình thức mua bán cũng như giờ bán hàng thì em đã cũng ghi bên dưới video và mô tả chi tiết. Anh thích bác nào chuyển khoản là ba ship, bác nào chuyển thích ship code thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định của bên em từ xưa đến nay. Bây giờ thì từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, có nghĩa là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Vui lòng các bác trước khi đến điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi gửi hàng, cũng như là đi giao lưu đồ cổ đồ xưa với anh em bạn bè khắp mọi miền tổ quốc nước. Đặc biệt hơn là em đi thẩm định định giá những món đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác điện trước, điện thoại trước cho em trước khi đến thì là em sẽ nghênh tiếp đón từ xa và dành tối đa thời gian để lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, cũng như là tư vấn cố vấn cho các bác chơi món đồ cổ đồ xưa hợp tình hợp lý, hợp tông hợp gu. Và về giá cái này là 6 triệu 100 nghìn, cái này mạ vàng 23K, được sản xuất thập niên 1980. Kính thì nguyên zin toàn bộ rồi, độ mới thì con này thì nó là 95-96% rồi, còn rất là mới nhá. USA xưa, mạ vàng 23K mà size là size to, size 145, size to, bản to rất là hiếm. Về cái dòng size to mà đặc biệt là với mạ vàng 23K thì cực kỳ hiếm. Các bác mua đâu mua, các bác hãy đến những cái chỗ mà có thương hiệu uy tín lâu năm, tránh tình trạng là mua ở những cái chỗ mà ví dụ như là hẹn là đầu đường đầu chợ, giữa đường giữa chợ, rồi nửa đường kia, nửa đường chợ kia. Bởi vì sao? Bởi vì trên Facebook một số cái nick như Nguyễn Thanh Thanh Hương và rất nhiều nick ảo khác họ lập ra và họ toàn câu like câu view, ngay cả cái trên YouTube này cũng rất nhiều cái trang cũng cũng thế thôi, cũng chỉ được nửa năm một năm mà đã thấy 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, có những cái trang là năm rưỡi 2 năm nó lên 13, 14.000. Nhưng thực chất mà ra là không hề công khai địa chỉ. Thứ hai là số điện thoại là 11 số, lưu ý nhá, số 11 số điện thoại đa phần là số sim khuyến mại, sim rác, bỏ số rất nhanh. 10 số này mới nữa, các bác mua chỗ nào mua có chọn những chỗ mà thương uy tín lâu năm, người ta ở đó, người ta có thể, các bác không mua chỗ đó, bác thể đến đó để học hỏi tư vấn cố vấn được
và người ta sẽ chia sẻ cái gì gọi là chân tình chân thật nhất. Bản thân như cái shop của em và số anh em Hà Nội là toàn trên 20 năm, 30 năm, của em là hơn 20 năm. Số điện thoại của em dùng là 21 năm. Đấy, còn cái về về lĩnh vực đồ cổ đồ xưa bao gồm đồng hồ kính bút nhẫn bật lửa đồ cổ đồ xưa đồ là đồ hiếm thì là bọn em mở từ năm 9899 đến nay là 2223 năm rồi. Đấy, còn trên kênh YouTube em triển khai được 5 năm. Nhưng là em với quan điểm là hữu xạ thiên hương, không công like câu view, với là cái chia sẻ chân tình chân thật nhất. Chứ còn nhiều người đã công like câu view, người ta thuê đơn vị thứ ba quảng cáo. Mới một hơn 1 năm đã thấy đã 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 2 năm đã 14.000. Còn kênh của em 5 năm, YouTube nó hơn 5 năm mà có được 1.500. Em là làm bằng cách là chân thật, không có công like câu view, không có thuê đơn vị thứ ba quảng cáo. Cho nên là thứ hai em tranh thủ buổi tối. Cho nên là lượng đăng ký kênh, lượng theo dõi kênh có thể ít hơn so với người ta làm thường xuyên. Thứ hai là người ta thuê đơn vị quảng cáo để đẩy tiếng like, đẩy tiếng view, đẩy cái lượng người theo dõi kênh lên để nhằm đánh lừa là sự uy tín. Thực chất là không có đâu, bởi vì là không công khai địa chỉ không rõ ràng, hẹn chỗ này hẹn chỗ kia, lúc thì không hẹn được cái chân tòa nhà này, chân tòa nhà kia, chân chung cư lại chân chung cư kia, trong đó là hẹn cà phê, rất nguy hiểm. Mua bán thế là rất nó rủi ro, rất rủi ro, chưa kể vấn đề trá đổ đồ. Em kể từng kể các bác một cái trường hợp của một cô em là buôn đá quý. Đấy, cũng là bị hẹn là cà phê đấy, cuối cùng nó vì sau đến khi về nhà là mất viên đá quý, một viên đá đấy của nó rơi vào khoảng gần 2 tỷ. Đấy, đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên là các bác mua đang mua, các bác hãy mục sở thị, đến tận nơi tận nhà được. Nếu mà không có thể đến nhà được thì mình có thể nhờ anh em bạn bè qua để thẩm định trước. Đó, con người tư cách như thế nào. Thứ hai là có đúng cái người đó bán hàng, đúng cái người đó bán cái đồ món đồ ở đây không, kính cổ hay đồ cổ hay cái gì đó không, nó phải chuẩn hàng đấy. Và thứ ba nữa là hàng hóa phải được bao chức bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ cho em thì các bác nên mua. Thứ tư là luôn luôn công khai địa chỉ và rõ ràng là một địa chỉ duy nhất, chứ không phải ở nay hẹn nửa đường này, mai hẹn cái nửa đường kia, ngày kia thì hẹn ở chân tòa này, ngày kia nữa thì hẹn chân chung cư kia, ngày nữa thì hẹn ở cái quán cà phê đấy, xong là không hẹn được thì quay ra bảo anh ở đâu em cho ship mang qua, anh ưng mua một thôi. Đa phần những thành phần mua bán cái là dởm, giả, nhái. Một cái kính cơn mạ vàng 23K này đã giá là 6 triệu mốt rồi, mà tại sao người ta nó giới thiệu một cái kính cơn bọc vàng ngày đầu mà là chỉ 5, 6 triệu, 7 triệu. Không bao giờ có cái giá đó. Các bác lưu ý rằng cái kính cơn này nó giả, nhái, nó dập chữ, chạy chữ rất tinh vi. Đấy, giống như các cụ ngày xưa mà khắc dấu bằng khoai lang, khắc xong in ngay là vì thế. Cho nên là các bác làm sao mua bán phải có cái item, có cái định hướng, định dạng, làm sao mà mình hay chọn những cái shop, những cái nơi bán hàng, cửa hàng, hoặc là cái nhà nào bán, kể cả trong ngõ cũng được, mà thương hiệu uy tín lâu năm, tốt hiệu ở trên 20 năm đổ ra, thì ở đó người ta đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Không nên mua ở những cái chỗ vớ va vớ vẩn ngoài đường, giữa đường hẹn chỗ chân tòa nhà, chân chung cư kia, quán cà phê nọ, bởi vì không đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Chưa kể vấn đề đánh trá đổi đồ. Đấy, kể một trường hợp về đá quý đấy. Thứ hai là mỗi những cái đặc biệt trên Facebook có rất nhiều nick giả, nick ảo, họ cũng câu like câu view, đẩy được like để view lên, đẩy người lượt theo dõi lên. Em từng kể các bác là cái nick Nguyễn Thanh Thanh Hương rồi, là rất nhiều nick khác, bây giờ nó đổi tên, bây giờ nó là Diệu ấy, mình cũng đổi sang tên khác rồi, rất nhiều, lập rất nhiều, nó bán chuyên đồ kính giả cổ, kính dởm, rồi kể cả đồng hồ đeo tay, cái thứ nhiều linh tinh lắm. Cho nên là các bác hết sức lưu tâm ý nhá, địa chỉ này phải rõ ràng. Thứ hai là mua bán mình cứ mục sở thị, khuyến cáo là nên đến tại nhà là tốt nhất, có làm sao còn bắt đền ăn vạ được. Đó là cái chia sẻ gốc rễ luôn. Giá là 6 triệu mốt, sản phẩm bán ra luôn luôn được bao check bao test toàn cầu và bao nhá. Và các bác là chuyển khoản nào bao ship, bác nào mà chọn được ship phút thì vui lòng được cọc 100k. Thì đó là quy định của bên em từ xưa đến nay. Về cái cân kính này thì anh cũng không phải giới thiệu nhiều. Đấy, bởi vì là rất nhiều năm qua rồi, hai mấy năm rồi, cũng như là em triển khai trên YouTube là hơn 5 năm rồi, cũng giới thiệu đi giới thiệu lại rồi. Mình cứ tua đi tua lại thì nó cũng không hay lắm, bởi vì là nó phải có một cái gì khác biệt đi. Our American Optical 23K, con này mạ vàng 23, kính được sản xuất thập niên 1980. Bên càng này nó chỉ khác nhất bên càng thì nó là đời đầu của năm 80, các đời về sau là có, nó sẽ có hai chữ, hai bên càng là đời về sau, kể cả cơn chữ nhỏ cũng thế thôi, hay cơn chữ to, hay là cơn chữ to đời cuối cũng thế thôi, bao giờ nó là một bên càng thì là đời đầu,
còn nếu mà hai bên cảng hai bên thì là hai, con này là một bên cảng thôi nhá. Đời đầu mà đời đầu nó sản xuất bao giờ là một phiên bản, đó là phiên bản chào hàng, được ví như phiên bản limited edition đấy. Giá của cây này là 6 triệu mốt. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu, phải luôn luôn được công khai rõ ràng rành mạch chi tiết. Tất cả các video em đều có ghi rõ thông tin chi tiết của cây kính hoặc món đồ cổ xưa gì đó bên dưới video, kèm theo số điện thoại Zalo. Giá cả rất là rõ ràng, các bác chú ý lắng nghe, bởi vì là có một số bác vẫn thắc mắc tại sao là không có ghi cái thông tin gì. Xin xin thưa rằng có thể các bác xem cái video và các bác không xem cái thông tin bên dưới của cái sản phẩm đó. Thì tất cả cái thông tin em sẽ ghi bên dưới, mà nếu các bác bên dưới mà nếu mà em quên không ghi do cái thời lượng em bận quá vì đa phần em làm về buổi tối đêm, thì các bác có thể nhấc máy điện thoại cho em và em sẽ lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, và em sẽ tư vấn cố vấn cho các bác chơi món đồ gì hợp tình hợp lý, hợp tông hợp gu hợp với túi tiền. Vì tất cả là các món đồ chơi nó phải là hợp với túi tiền chứ không phải chạy theo trào lưu, vì có những người họ có thể chơi cái kính vài trăm triệu hay cái đồng hồ vài trăm triệu vài tỷ là chuyện hết sức bình thường. Đấy, quan trọng nó là phải chuẩn ao, và chuẩn ao của các hãng nó sẽ mỗi có một sẽ hãng khác nhau, sẽ rẻ đắt rẻ khác nhau. Chính vì thế là các bác cảm thấy túi tiền mình bằng này thì mình có thể chơi và sở hữu bằng này. Mình không thích nhất chẳng hạn những cái cơn bạo bằng 23k này thì là các bác hợp với túi tiền của bác thì bác nên chơi, chứ không nhất thiết phải là theo bắt buộc phải chơi thêm cái cơn đời đầu thì nó rất là khá đắt, nó mười mấy triệu, hai mấy triệu cũng có, thậm chí là 10 triệu cũng có, nhưng 10 triệu thì nó xấu, đấy là cơn đời đầu. Vì khi em tư vấn cho bác và cố vấn cho các bác thì các bác được hưởng lợi rất nhiều, và các bác sẽ hiểu sâu hơn về giá trị đó. Bởi vì sao? Bởi vì vấn đề mua bán là chuyển khoản hay nhận tiền, thì là em đã có hình đã chia sẻ các bác là chuyển khoản nào và nhận tiền là làm sao không bị hack tài khoản, không mất dữ liệu đấy. Vì là một số bác lớn tuổi là có phần cũng hơi nhút nhát là chưa dám chuyển khoản, cũng chưa dám nhận tiền từ tài khoản người khác, bởi sợ bị hack tài khoản mất tiền thế nọ thế kia. Đúng thôi, bởi vì là đòi hỏi về công nghệ thông tin, thì em cũng tư vấn rất rõ ràng rồi. Không biết không hiểu thì mình về vấn đề chuyển khoản mình có thể hỏi tổng đài và chính số tổng đài của cái ngân hàng đó, tránh nhầm cái số tổng đài nhé. Vì số tổng đài bây giờ là nó bộn là giờ nó giả danh rất là giỏi, nó chỉ khác một số thôi, nó cứ nhận là tổng đài xong là một phút nó tính là 15.000, đấy là nó đang câu cái tiền điện thoại của các bác, cho nên là các bác hết sức chú ý. Còn số điện thoại truyền thống hay của các ngân hàng chính thống nó chỉ là 1.000 đồng một phút thôi, đấy là các bác hết sức lưu tâm, kể cả về các tổng đài của nhà mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel đấy. Thì tất cả nó một phút nó cũng chỉ là 1.000 đồng, thậm chí nó có phần free, có dịch ra là miễn phí đấy. Thì là có rất nhiều tổng đài, nên là các bác hết sức lưu tâm lưu ý là làm sao mà chọn đúng số. Phiên kính của ngày nay đến đây kết thúc nhé, giá là 6 triệu mốt.